Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tiếp theo và sau đây là những nội dung mà các bạn cần phải thuộc. Mượn Borrow 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 Borrow, Borrow. Lộn xộn Làm cho lộn xộn Act up. Thì một tí nữa trong bài nói thoại, các bạn sẽ hiểu hơn về cách sử dụng từ act up nha. Act up. 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 Thoải mái, cảm thấy thoải mái. Comfortable. comfortable, 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 comfortable. Các bạn không có nói là comfortable, nha. Cũng không phải là comfortable, mà là comfortable không có nói for mà nói f, thôi comfortable ta bo comfortable cho mượn lend lend mượn là borrow nhưng mà cho mượn là lend lend lend

over there 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 thuộc về ai đó hoặc là thuộc về cái gì đó thuộc sở hữu của Belong, Be long, Belong, 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 Duck, Be Be too, Gave Roy, last time, last. time. Time là lần. Last là vừa qua, vừa rồi. Last time. Last time. Last time. Bạn có thấy phiền nếu tôi dùng nó hay là không? Do you mind? Là bạn có thấy phiền. Do you mind? Do you mind? Do you mind if I use it? If I use it. Now, if, if, if I use it. 使用 use. Do you mind if I use it? Do you mind if I use it? Do you mind define use it. Do you mind have I use it. Bạn có phiền nếu tôi sử dụng nó hay là không? Do you mind have phải use it. Được, xài đi. Sure, go ahead. Go ahead là đi lên đằng trước đi, tiến lên đi. Sure là được, là chắc chắn, Sure. Go ahead. Go ahead. Ví dụ một người nào đó hỏi bạn là "Tôi hỏi bạn cái này được không?" "Ờ, à, được, hỏi đi." Sure. Go ahead. Sure. Go ahead. Sure. Go ahead. Sổ tay, quyển vở, tập. Notebook. No. Note. Là ghi chú. Note. 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 Book là quyển sách. Notebook là quyển sổ mà các bạn ghi chép, là tập, là vở. Notebook. 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 Notebook là lỗi của tôi. My mistake. My mistake là lỗi của tôi. Mistake là lộn, là lỗi lầm. Mistake. Mistake. My mistake. Lỗi của tôi, xin lỗi nha. My mistake. My mistake my mistake Nhân tiện, tiện đây. By the, By the way. 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 Nhân tiện. By the way. Đảm bảo làm cho chắc chắn make sure make sure make sure make sure make sure là đảm bảo chắc chắn cái điều gì đó thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cái cụm này vào trong một câu hoàn chỉnh nha. make sure make sure đưa chuyện tay pass Pass, 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 pass. Cái now? Which one is it? Which one is it? Which one is it? Which one? is it Which one is it? Which one is it? Which one is it? Which one is it? Các bạn cũng có thể nói là which one. Nhưng mà cho đầy đủ hơn, các bạn cũng có thể nói which one is it. Which one is it? Which one is it? ốp lưng điện thoại case case nó có rất là nhiều nghĩa nha. Nó cũng có nghĩa là trường hợp hoặc là những cái ca nhiễm covid đồ đó là người ta cũng sử dụng từ case, cái ca case. Trong bài này thì nó có nghĩa là cái ốp lưng điện thoại case. case case case, case túi sách bag 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 Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp những từ và cụm từ này vào trong câu hoàn chỉnh. Đây là bài đàm thoại số 1. Bài này có nội dung như sau tôi có thể mượn máy tính của bạn được không máy của tôi bị mát rồi xin lỗi tôi không thấy thoải mái để cho mượn máy tính còn cái máy tính bản kia thì sao cái này hả đúng rồi cái đó là của bạn hả cái đó là của em gái tôi tôi dùng nó được không được sai đi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc chậm nha tôi có thể mượn máy tính của bạn được không máy của tôi bị mát rồi tôi có thể mượn máy tính của bạn được không can i borrow your laptop can i là tôi có thể không có thể cái gì có thể mượn mượn là borrow borrow can i borrow your laptop can i borrow your laptop cái của tôi bị mát rồi mine là cái của tôi nha tức là trước đó mình đã nhắc đến một cái vật gì đó rồi nếu mà các bạn sử dụng mine thì cái vật đó nhưng mà của mình thì trong bài này trước đó nhắc đến cái laptop, cái máy vi tính sách tay, xong rồi nói mine là cái máy vi tính sách tay của tôi. Is acting up, tức là nó không có ổn định, nó làm việc lung tung hết trơn, tức là nó bị mát rồi. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Xin lỗi, tôi không thấy thoải mái để cho mượn máy vi tính. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. Xin lỗi. Sorry. Sorry. Tôi không thấy thoải mái. Chúng ta có từ thoải mái là comfortable. Ba âm thay. Com xong rồi phì hơi ra comfortable comfortable I'm not comfortable lending my laptop ở trên chúng ta có từ borrow là mượn ở dưới cho mượn là lend Sorry, I'm not comfortable. lending my laptop Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. Còn cái máy tính bảng kia thì sao? How about that tablet over there? How about that tablet over there? Còn cái gì đó How about How about Xong rồi các bạn nói cái vật đó ra How about Trong trường hợp này Cái máy tính bảng là The tablet That tablet How about that tablet Ở đằng kia Over there How about that tablet over there Cái này hả This one This one This one Đúng rồi. Cái đó là của bạn hả? Yes. Is that yours? Yours là cái của bạn. Tức là ám chỉ một cái vật gì đó đã được đề cập trước đó rồi. Thì sau đó thay vì các bạn nói your cộng với cái vật đó thì các bạn chỉ nói Yours. Là cái của bạn thôi. Đúng rồi. Yes. Đó là cái của bạn hả? Hoặc là cái đó là của bạn hả? Is that yours? Cái đó là của em gái tôi. That belongs to my sister. That belongs. That belongs to my sister Cái đó that belongs thuộc về that belongs to my sister That belongs to my sister Tôi dùng nó được không Can I use it Can I use it Can I use it Được Sai đi. Sure. Go ahead. Sure. Go ahead. Go ahead. Sure. Go ahead. Bây giờ mình đọc lại nha. Tôi có thể mượn máy tính của bạn được không? Của tôi bị mát rồi. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Xin lỗi, tôi không thấy thoải mái để cho mượn máy tính. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. còn cái máy tính bảng kia thì sao. How about that tablet over there? cái này hả? This one? đúng rồi cái đó là của bạn hả? Yes, is that yours? Cái đó là của em gái tôi. That belongs to my sister. Tôi dùng nó được không? Can I use it? Được, xài đi. Sure, go ahead. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. How about that tablet over there? This one? Yes. Is that yours? That belongs to my sister. Can I use it? Sure. Go ahead. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. How about the tablet over there? This one? Yes. Is that yours? That belongs to my sister. Can I use it? Sure. Go ahead. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. How about that tablet over there? This one? Yes. Is that yours? That belongs to my sister. Can I use it? Sure. Go ahead. Can I borrow your laptop? Mine is acting up. Sorry, I'm not comfortable lending my laptop. How about the tablet over there? This one? Yes. Is that yours? That belongs to my sister. Can I use it? Sure, go ahead. Đây là bài đàm thoại thứ hai. Bài đàm thoại này có nội dung như sau. Đó là quyển sổ tay của tôi mà. Không phải, cái đó là của tôi mà. Tôi chắc chắn mà, nó có tên tôi trên đó. Lỗi của tôi, xin lỗi nha. Không sao tôi chỉ không muốn bị mất nó thôi. Nhân tiện, bạn có thể đưa điện thoại của tôi không? Được, cái nào? Cái màu đen có ốp lưng màu đỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc từ từ cho các bạn nghe nha. Đó là quyển sổ tay của tôi mà. That's my notebook. Note là ghi chú book là quyển sách quyển sách mà dùng để ghi chú đó là quyển sổ tay that's my notebook that's my notebook that's my notebook 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 không phải cái đó là của tôi mà no it's not that's mine đó thì các bạn thấy mine là ám chỉ cái sổ tay. No, it's not that's mine. Tôi chắc chắn mà, nó có tên tôi trên đó. I'm pretty sure it is. It has my name on it. Tôi chắc chắn là nó, hoặc là tôi chắc chắn mà. I'm pretty sure it is. I'm pretty sure it is. It has my name on it. It has. Nó có my name on it. It has my name on it. I'm pretty sure it is. It has my name on it. Nó có cái tên của tôi ở trên đó mà. Lỗi của tôi. Xin lỗi nha. My mistake. My mistake. My mistake. Sorry about that. Sorry about that. Sorry about that. My mistake. Sorry about that. Không sao, tôi chỉ không muốn bị mất nó thôi. No problem. Không sao, không có chi. No problem. No problem. I just don't want to lose it. I just don't want. Tôi chỉ không muốn. I just don't want. Muốn cái gì? Muốn mất nó. To lose it. Lose là mất. No problem. I just don't want to lose it. Nhân tiện, bạn có thể đưa điện thoại của tôi không by the way là nhân tiện tiện đây tiện thể by the way by the way could you pass me my phone could you pass me my phone bạn có thể đưa cho tôi cái điện thoại của tôi không could you pass me my phone by the way Could you pass me my phone? No, cái nào? Sure. Which one is it? Sure. Which one is it? Sure. Which one is it? Cái màu đen có ốp lưng màu đỏ. The black one with the red case. The black one. thì từ one ở đây ám chỉ là cái phone cái điện thoại thì trước đó mình đã nhắc tới cái điện thoại rồi thì ở sau đó thay vì mình nói cái điện thoại thì mình không nói như vậy mình thay thế cái phone bằng one thay vì nói the black phone with the red case thì người bạn xứ sẽ nói the black one with the red case Red là màu đỏ. Case trong trường hợp này có nghĩa là cái ốp lưng. The black one with the red case. Rồi, mình sẽ đọc lại cho các bạn nghe nha. Đó là quyển sổ tay của tôi mà. That's my notebook. Không phải, đó là cái của tôi. No, it's not. That's mine. Tôi chắc chắn mà, nó có tên tôi trên đó. I'm pretty sure it is. It has my name on it. Lỗi của tôi, xin lỗi nha. My mistake. Sorry about that. Không sao, tôi chỉ không muốn bị mất nó thôi. No problem. I just don't want to lose it. Nhân tiện, bạn có thể đưa điện thoại của tôi không? By the way, could you pass me my phone? Được, cái nào? Sure, which one is it? Cái màu đen có lưng màu đỏ? The black one with the red case. That's my notebook? No, it's not. That's mine. I'm pretty sure it is. It has my name on it. My mistake. Sorry about that. No problem. I just don't want to lose it. By the way, could you pass me my phone? Sure. Which one is it? The black one with the red case. That's my notebook. No, it's not. That's mine. I'm pretty sure it is. It has my name on it. My mistake. Sorry about that. No problem. I just don't want to lose it. By the way, could you pass me my phone? Sure. Which one is it? The black one with the red case. That's my notebook. No, it's not. That's mine. I'm pretty sure it is. It has my name on it. My mistake. Sorry about that. No problem. I just don't want to lose it. By the way, could you pass me my phone? Sure. Which one is it? The black one with the red case. That's my notebook. No, it's not. That's mine. I'm pretty sure it is. It has my name on it. My mistake. Sorry about that. No problem. I just don't want to lose it. By the way, could you pass me my phone? Sure. Which one is it? The black one with the red case. Rồi, bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo